Con Vlog xin được chào mừng quý khán giả xem YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, Donald Trump, một kẻ tay ngang mà truyền thông tin rằng đã đùa giỡn với việc tranh cử tổng thống năm 2000 và 2012, nhưng cũng chưa bao giờ là ứng cử viên trong một cuộc bầu cử hoặc giữ bất cứ cương vị chính trị nào. Bất động sản là đam mê mà ông theo đuổi cả cuộc đời, nhưng đến lúc ông nhận ra, mảnh đất lớn nhất, vĩ đại nhất nơi mà ông và người dân thuộc về là nước Mỹ. Kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài viết của tác giả Đường Thư công bố ngày 28 tháng 5. Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều thư, hàng chồng thư. Không lâu trước đây tôi đã nhận được một lá thư từ cô giáo mầm non của tôi. Tôi đã nói vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp nó trong hàng đống những chồng thư. Cô nói rằng điều cô nhớ nhất về tôi là việc tôi không bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Tôi là học sinh hay hỏi nhất mà cô từng biết tôi trả lời thư rằng có một số thứ trên đời không bao giờ thay đổi tôi vẫn đặt rất nhiều câu hỏi nhưng chính sự tò mò và óc khám phá của tôi đã mang lại cho tôi thành công trong suốt thời gian qua tôi cũng nói lời cảm ơn cô một lời cảm ơn hơi muộn một chút vì sự kiên nhẫn cô đã dành cho tôi nhiều năm trước đây kiên nhẫn và lắng nghe tất cả những câu hỏi của tôi tôi bắt đầu nghĩ về những ngày tháng đầu tiên đó mỗi câu hỏi của tôi lúc đó đều chính là điểm bắt đầu của một khám phá mới và đến giờ cũng vậy donald trump Thói quen đặt câu hỏi là sự khởi đầu cho sự khám phá và bằng cách đó ông đã nhận ra quá nhiều điều bất ổn và phi lý đang xoay chuyển nước Mỹ theo một cách khiến ông vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Nó dẫn lối ông đến sự thật, giúp ông thấu hiểu những gì đang diễn ra trong thế giới này. Dù sự thật ngày càng hiện ra dưới những cái vỏ của sự lừa dối đáng sợ về mức độ nham hiểm, tàn ác của cá nhân hay thể chế, quốc gia. Cái quái gì đang diễn ra ở đất nước này thế? Trong nhiều thập niên, ông đã chứng kiến nước Mỹ bị xé toạc, ngày càng lao xuống dốc. Một nước Mỹ đã từng vĩ đại và chiến thắng, giờ đây đang chìm trong thảm họa suy thoái kinh tế bởi những con người ưu tú mà không có việc làm. Những kẻ bóc lột tiền thuế của dân, khủng bố hoành hành và đáng sợ hơn cả là những kẻ cầm quyền đang cố hủy hoại nước Mỹ từ bên trong. Trong cuộc phỏng vấn của Donald Trump đã thực hiện với Oprah Winfrey vào năm 1988, ông nói về cơ hội trở thành tổng thống Tôi nói rằng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng bởi vì tôi không biết khán giả của bà cảm thấy thế nào, nhưng tôi nghĩ mọi người đã mệt mỏi khi thấy nước Mỹ đang bị xé toạc. Tháng 3 năm 1990, ông nói với Playboy, "Tôi không muốn làm tổng thống. Tôi chắc chắn 100%. Tôi thay đổi quyết định chỉ vì tôi thấy đất nước đang ngày càng xuống dốc. Vì doanh nhân hết sức thành công và chẳng tha thiết gì giới chính trường màu mè giả tạo, đã không thể yên tâm thỏa mãn trong lĩnh vực vô cùng yêu thích của mình để nghĩ về những điều lớn hơn." bất động sản là đam mê mà ông theo đuổi cả cuộc đời nhưng đến lúc ông nhận ra mảnh đất lớn nhất vĩ đại nhất nơi mà ông và người dân thuộc về là nước mỹ đó là lý do khiến ông bước ra tranh cử bởi vì ông hiểu rằng chỉ ở địa vị của một tổng thống ông mới có thể giúp được đất nước này nhiều nhất ông mới có thể khiến nó vĩ đại trở lại obama chính là lý do mà tôi có mặt tại nhà trắng trong hoạt động kinh doanh ngày nào tôi cũng thấy nước mỹ bị cắt cổ và ngược đãi chúng ta đã và đang trở thành một trò hề một kẻ chịu tội thay cho toàn thế giới bị đồ lỗi tất thảy mọi thứ chẳng được công nhận công trạng và cũng chẳng nhận được sự tôn trọng nào, không ai tôn trọng chúng ta cả. Chúng ta là đối tượng để cười nhạo khắp nơi trên thế giới. ISIS, Trung Quốc, Mexico đang đánh bại chúng ta, tất cả đang đánh bại chúng ta. Kẻ thù thì ngày càng mạnh lên còn nước Mỹ thì ngày càng yếu đi. Giờ đây họ còn hạ gục chúng ta trên mặt trận kinh tế, chúng ta không còn những chiến thắng lấy lần nữa. Chúng ta đã từng chiến thắng nhưng giờ thì không. Trump trở thành một trong 17 ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa gồm hầu hết là các thống đốc cựu thống đốc, thượng nghị sĩ liên bang, Donald Trump, một kẻ tay ngang mà truyền thông tin rằng đã đùa giỡn với việc tranh cử tổng thống năm 2000 và 2012, và cũng chưa bao giờ là ứng cử viên trong một cuộc bầu cử hoặc giữ bất cứ cương vị chính trị nào. Ông bước vào chính trường với kinh nghiệm bằng không và di sản đổ nát của nhiệm kỳ tổng thống Obama, một nhiệm kỳ mà nhiều người coi là một trong những nhiệm kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. GDP âm, tỷ lệ lao động có việc làm đạt mức tồi tệ nhất kể từ năm 1978 khoản nợ quốc gia gần vượt ngưỡng 20.000 tỷ đô la, đường biên giới không an ninh, 90 triệu người Mỹ từ bỏ tìm kiếm việc làm, 45 triệu người sống nhờ trợ cấp thực phẩm và 50 triệu người sống trong nghèo khổ. Mối đe dọa từ nước ngoài ngày càng nguy hiểm hơn, bao gồm Iran và vũ khí hạt nhân của nước này. Sức mạnh quân sự đang được tăng cường của Trung Quốc. Những kẻ khủng bố Hồi giáo giết hại các nhà ngoại giao Mỹ tại Benghazi, Iran, ISIS chặt đầu người thiên chúa giáo và chiếm đóng những vùng đất rộng lớn ở Trung Đông cùng với đó là khu vực dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Chính quyền Obama đã tiêu tốn 2.000 tỷ đô la vào Iraq và mất hàng nghìn sinh mạng quân nhân Mỹ tại Iraq. Donald Trump kinh ngạc nhận thấy chính quyền Obama đã để Trung Quốc tràn sang và đổ đóng hàng hóa, chiếm của Mỹ hàng trăm tỷ đô la bằng cách thao túng và giảm giá trị đồng tiền của họ. Họ đang xẻ thịt chúng ta. Tổng thống Obama đã làm một việc không thể tin nổi là tái thiết Trung Quốc và tái thiết rất nhiều quốc gia khác. Dù Washington nói năng vui vẻ thế nào thì giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không phải là bạn. Tôi từng bị lên án vì dám gọi họ là kẻ thù của nước Mỹ. Xong, liệu bạn có thể gọi những kẻ đang hủy hoại tương lai con cháu mình bằng từ nào khác? Bạn muốn tôi dùng cái Mỹ từ nào cho những người đang ra sức đẩy đất nước ta vào nguy cơ phá sản? Cướp việc làm của ta do thám hồng ăn cắp công nghệ của ta và hủy hoại lối sống của ta đây? Nước Mỹ trong nhiều năm trước khi ông ra tranh cử đã trở thành bãi rác cho mọi rắc rối của tất cả các nước khác. Mexico mang sang Mỹ ma túy, tội phạm, những kẻ hãm hiếp, vân vân. Nhưng không chỉ Mexico, chúng còn đến từ Nam và Trung Mỹ, Trung Đông, khủng bố Hồi giáo, ISIS, vân vân. Làm thế nào mà các nhà chính trị này lại có thể ngu ngốc cho phép điều này xảy ra? Họ ngu ngốc đến thế nào chứ? Theo số liệu việc làm của Cục Thống kê Lao động, Mỹ đã mất khoảng 303.000 việc làm trong ngành sản xuất kể từ khi Obama nhậm chức. Dưới thời Obama, số người Mỹ sống bằng tem trợ cấp giá thực phẩm theo số liệu công bố chính thức trong chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung của Bộ Nông nghiệp Mỹ, SNAP, đã tăng từ 32 triệu người năm 2009 lên 43,6 triệu vào tháng 4 năm 2016. Tức là cứ 7 người Mỹ thì có một người phải dùng tem phiếu thực phẩm trong khi việc áp đặt 229 quy định lớn mới của liên bang, thực hiện từ năm 2009 đã tiêu tốn của nền kinh tế Mỹ 108 tỷ đô la một năm theo số liệu của chính cơ quan điều hành liên bang. Các doanh nghiệp đang phải đóng cửa. Tỷ lệ đóng cửa doanh nghiệp cao ở mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, Mỹ mất điểm tín dụng AAA, giá xăng dầu đã tăng gấp đôi. Đến cuối nhiệm kỳ thứ hai, Obama đang trên đà làm tăng nợ quốc gia của Mỹ lên gấp đôi tới mức 20.000 tỷ đô la, ngang với toàn bộ số nợ của tất cả các đời tổng thống tiền nhiệm cộng lại. Ngoài một nền kinh tế thảm họa, Obama để lại nguy cơ khủng bố cả trong và ngoài nước. Chính sách đối ngoại của Obama đẩy những hình ảnh về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, từ vụ đốt Đại sứ quán Mỹ ở Benghazi cháy suốt đêm với việc lá cờ đen của ISIS, phất cao đắc thắng khi từ Syria tràn vào Iraq các phần tử thánh chiến quay cảnh chặt đầu các nạn nhân, hoặc với việc máy bay vận tải Mỹ chở hàng tỷ đô la mới in sang Iran để có thể đổi lấy thỏa thuận với Iraq. Mà kết quả là Iran vi phạm cam kết sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân trong khi vẫn phát triển tiềm lực tên lửa xuyên lục địa đe dọa các nước láng giềng và toàn thế giới. Năm nào dưới thời Obama, nước Mỹ cũng bị tấn công khủng bố. Thế nhưng suốt thời gian cầm quyền, Tổng thống Obama không thể nói đến những từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan ngay cả khi hàng ngàn người tị nạn lũ lượt từ Syria và nhiều nơi khác của Trung Đông nhập cư trái phép vào Mỹ, trong 8 năm cầm quyền, chính quyền Obama đã cho gần 43.000 người tị nạn Somalia vào Mỹ, 99% trong số đó là người hồi giáo. Năm 2016, Obama nhanh chóng chào đón 12.000 người tị nạn từ Syria vào Mỹ, 99% là người hồi giáo. Đây là một phần của 85.000 người tị nạn trên toàn thế giới mà Obama đã cam kết sẽ chấp nhận cho nhập cư vào Mỹ. Việc nhân dân tị nạn Syria ngày càng gây nhiều tranh cãi sau khi số này dính líu đến các kế hoạch tấn công khủng bố ở châu Âu. Ngoài việc không thấy khá hơn về kinh tế, hàng triệu cử tri Mỹ cảm thấy đất nước kém an toàn hơn khi cuộc tranh cử tổng thống bước vào giai đoạn cao điểm năm 2016. Chúng ta chẳng có gì ngoài những vấn đề. Chúng ta có những kẻ chẳng ra gì. Chúng ta có những kẻ suy đồi. Chúng ta có những kẻ đang bán rẻ đất nước. Sự tổn hại mà các thành viên đảng Dân Chủ, các thành viên yếu kém của đảng Cộng Hòa, và thảm họa chính sách đã và đang gây ra cho nước mỹ đặt ta vào một đống lộn xộn mà ta chưa từng thấy trong đời không chỉ thế sau hai năm cầm quyền obama cùng phe cánh tả còn sắp đặt một âm mưu để lật đổ tổng thống tiếp theo được bầu hợp pháp đây sẽ là bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử mỹ mà không ai khác chính tổng thống bị hại donald trump sắp phơi bày nó chúng ta có những trái tim quả cảm có những bộ óc lớn và có sự can trường lớn lao obama cho rằng chẳng có gì đặc biệt hay hiếm có ở nước mỹ rằng chúng ta không khác gì một nước nào khác đất nước chúng ta là lực lượng tự do lớn nhất được biết tới trên thế giới chúng ta có những trái tim quả cảm có những bộ óc lớn và có sự can trường lớn lao và chúng ta sử dụng cả ba điều đó trong quá khứ hệ thống tư bản chủ nghĩa thị trường tự do của chúng ta đã tạo ra nhiều của cải và sự thịnh vượng hơn bất kỳ nền kinh tế có chính phủ kiểm soát nào có thể mơ đến vì sự giàu có đó chúng ta cũng làm từ thiện nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào xét cho cùng sự thịnh vượng là nền tảng cho tự do nhưng nước mỹ đã bị nghiền nát bởi sự thờ ơ của các chính khách ở washington những người đang đo đếm thành công qua tốc độ gia tăng nợ liên bang và gánh nặng thuế bằng những chương trình chính phủ vô nghĩa phương thuốc của trump là đích thân tham dự và cứng rắn giải quyết vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế bởi ông cho rằng hầu như ai cũng có thể mang cho chúng ta các thương vụ và phần lớn những thương vụ đó là vô tích sự đã đến lúc việc này phải chấm dứt tôi yêu nước mỹ tôi đau buồn trước những gì mắt mình nhìn thấy đang xảy ra trên đất nước chúng ta obama là một thí nghiệm cánh tả thất bại và đi chệch hướng kinh khủng khiếp và ai cũng biết điều đó tương lai của con em chúng ta đang nguy nan và chúng ta phải làm những việc cần làm vì chúng chúng ta phải cứng rắn để đất nước của chúng ta có thể vĩ đại trở lại ông có câu trả lời cho mọi vấn đề của nước mỹ và ông có thể giải quyết tất cả những vấn đề đó những câu hỏi âm ỉ khi ông chứng kiến những sự kiện khiến nước mỹ lún sâu rơi vào vòng thảm họa những câu hỏi về sự bất công phi lý của các chính sách chính phủ trở thành nỗi bức xúc mạnh mẽ trong ông và bùng nổ vào thời điểm 2016 khi ông quyết định ra tranh cử để chính tay mình thay đổi tất cả những điều đó. Ông đã chạm vào đúng mạch của những cử tri đảng Cộng Hòa, đưa ra những vấn đề còn gây tranh cãi và chưa được giải quyết vốn đã tồn tại đến thời điểm không thể ngó lơ hơn được nữa. Và ông có câu trả lời dứt khoát và rõ ràng đầy thuyết phục cho tất cả. Tôi nghĩ ta xứng đáng với điều tốt đẹp nhất. Các quyết định ta đang đối mặt quá lớn lao, Quá nhiều hệ lụy khiến ta không thể bỏ mặc. Tôi có những câu trả lời cho các vấn đề mà ta đang đối mặt. Tôi biết cách làm cho nước Mỹ giàu có trở lại. Cuối cùng, một kẻ tay ngang chưa từng tham gia chiến trường đã chiến thắng Hillary Clinton. Ứng cử viên được dán nhãn tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba của Obama với sự ủng hộ mạnh mẽ của giới truyền thông chính thống gồm cả các hệ thống phát thanh và những tờ báo lớn như New York Times và Washington Post trong một chiến dịch vận động trị giá khoảng 2 tỷ đô la từ quỹ Clinton Donald Trump đã cứu nước Mỹ khỏi sự trở lại quyền lực của Bill Clinton khi ông ta khoái trá nói với một nhà tư vấn lâu năm của đảng Dân Chủ New York rằng nếu Hillary lấy lại được Nhà Trắng, ông ta sẽ lại xử lý mọi việc. Ngôi sao truyền hình ăn khách The Apprentice ngang nhiên bước vào làm chủ phòng bầu dục. Bất chấp tất cả các chính trị gia chuyên nghiệp đã không ngừng nhạo bán gọi ông là thằng hề, thằng ngu và toàn bộ giới truyền thông chính thống, Tất cả đã vượt qua ranh giới độc lập báo chí để trở thành những kẻ thiên vị ứng cử viên Đảng dân chủ đã quyết liệt chống ông đến cùng. Hãy nhớ rằng tôi luôn luôn chiến thắng. Trước bầu cử, không ai ở Washington nghĩ rằng ông sẽ đắc cử, nhưng ngay cả khi bị phản đối mạnh mẽ và khả năng thắng cử thấp, ông vẫn giữ một ý chí chiến thắng đáng kinh ngạc. Giữa tháng 10 năm 2016, chỉ 3 tuần trước ngày bầu cử, tất cả các cuộc thăm dò đều cho kết quả xấu. Cuốn bằng Inside Hollywood có tuổi đời hàng thập niên ghi hình Trump dùng ngôn ngữ thô tục đã bị giới truyền thông tinh hoa khai thác tối đa và hầu như tất cả người trong chiến dịch tranh cử Trump đều sợ hãi. New Gingrich, cố vấn tranh cử của ông lo lắng gọi điện cho Trump để thảo luận về các biện pháp đối phó, nhưng ông nói bằng một sự quả quyết không ngờ: "Hãy nhớ rằng tôi sẽ giành chiến thắng, tôi luôn luôn chiến thắng, tôi không chắc bằng cách nào nhưng vào ngày bầu cử chúng ta sẽ thắng." Đây là một phần sâu sắc trong tính cách Trump điều mà ông muốn toàn bộ đất nước thấm nhuận. Trump không muốn người Mỹ nói về sự bất lực, ông muốn nói về những khả năng. Ông luôn tự hào về tiềm năng của người Mỹ, vì chúng ta là người Mỹ, chúng ta có tiềm năng, chúng ta chỉ cần sự lãnh đạo đúng đắn. Tổng thống Donald Trump có một cơ hội độc nhất vô nhị để lái con tàu Mỹ đi đúng hướng. Trump truyền tải thông điệp của ông thành những suy nghĩ đơn giản. Lời hứa khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ Trump thu gọn trên Twitter là Hashtag Mega Make American Great Again có trong hashtag MAGA là lời hứa lấy lại việc làm cho nước Mỹ, tăng trưởng kinh tế, cắt giảm thuế và ít quy định của chính phủ, chấm dứt biên giới mở, kiểm soát chặt chẽ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, cắt đứt vòi bạch tuộc Trung Quốc, vân vân và cam kết nước Mỹ lại chiến thắng. Tôi chờ được những thử thách của việc làm tổng thống và sẽ làm những điều tuyệt vời cho đất nước của chúng ta. Tôi sẽ khiến nước Mỹ trở nên giàu có, mạnh mẽ và đáng kính trọng một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của ông, kinh tế Mỹ đã bùng nổ trong nhiệm kỳ kể từ khi ông bước vào Nhà Trắng, cho đến khi con vai đã xuất sinh từ Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hủy tất cả. Nhưng, có một điều cần phải nhớ về Trump là ông thích chiến thắng, ông ghét bị thua cuộc, ông sẽ vực dậy nước Mỹ trong cuộc chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc, như ông đã từng làm thế 3 năm trước đây. Và những gì người dân có thể nhận ra trong 3 năm đó là ông sẽ luôn làm được những gì ông nói và nhiều hơn thế. Những gì tôi đã làm ra cái gia tài của nước Mỹ hơn 3 năm qua đều gần như đã mất và tôi sẽ làm lại lần thứ hai sẽ vĩ đại hơn và nhanh hơn. Đối với các chính trị gia chuyên nghiệp, chiến thắng của ông tái diễn thắng lợi của Ronald Reagan trước tổng thống đương nhiệm Jimmy Carter năm 1980, người từng nói điều mà Trump tâm đắc ở thế hệ nào, tự do cũng đứng trước nguy cơ bị dập tắt, chúng ta không truyền lại nó cho con cháu mình qua dòng máu, chúng ta phải đấu tranh, bảo vệ và giao nó lại cho con cháu để chúng làm điều tương tự ông đã sẵn sàng cho phần đời còn lại của mình để giành lại một nước mỹ chúng ta đáng có có lẽ ông là hy vọng cuối cùng của chúng ta để trở lại là đất nước của những người chiến thắng roger stone xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo